các hiệp sĩ Trung Cổ đánh nhau với ốc sên. Trong các văn bản lịch sử phía Bắc nước Pháp vào thế kỷ thứ 13, có một số hình ảnh cho thấy các hiệp sĩ đang chiến đấu cùng những con ốc sên. Lý do cho sự tồn tại của những bức hình này chưa được làm rõ, nhưng có nhiều giả thuyết được đặt ra. Nổi bật nhất là giả thuyết cho rằng vì người thời đại này không ưa gì ốc sên, chúng là loài có vỏ và là biểu tượng của sự hồi sinh, nên các hiệp sĩ cần chiến đấu với nó để đảm bảo luân hồi. Một giả thuyết khác là bức tranh này thể hiện biểu tượng của sự hèn nhát.